Thưa quý vị, thưa bà con, hôm nay chúng tôi đi thăm cái mảnh lúa bón phân con lười nữa. Thì tại Tân Thạnh Long An, khi mà lúa mà đến thời đoạn sắp thừa thu hoạch ấy, thì phân con lười khi nó vẫn cứ bị xô chứ không phải nó đứng thẳng được. Nhưng mà đây xô này là do là nó nặng bông quá nó cũng xô. Bên này là bón phân hóa học, thì bên này là bón phân con lười, thì chúng ta thấy là phân con lười nó chín bông đi, nhưng mà nó đổ xô chứ nó không phải nó đổ ngả hẳn. Đấy, thì năm nay như đánh giá các chủ ruộng nói là rất là được mùa. Còn bên phân hóa học thì nó đổ xẹp xuống, nó nằm hẳn xuống phía dưới này, chúng ta nhìn thấy đây, nó đổ thì nó đổ như thế này này, tức là cái dạ của nó rất là yếu. Thì chúng tôi đánh giá là cái dạ nó yếu và cái này là lúa lộn nhiều quá, hầu nhất là toàn lúa lộn này. Và thứ hai nữa là nó đi đổ rất là nhiều, cây nó yếu. Thế còn phân con lười thì mặc dù là nó no mẩy hạt đến tận cậy, nhưng mà nó chỉ xô lúa thôi chứ nó không phải là đổ dạp hẳn xuống. Đấy thì nó thể hiện là cái sự cứng cây của cái phân con lười nó rất là tốt đối với lại cái bảo vệ cái thành quả của bà con sau mỗi một cái mùa trồng cấy. Vâng, chúng ta có thể quay xuống đây, chúng ta thấy là nó đổ rất là nhiều theo dọc này. Đấy, chúng ta quay. Đấy, nó đổ một dọc từ đây dài ra đằng kia. Còn quay sang bên này thì chúng ta thấy là nó cây lúa nó chỉ hơi xô một tí thôi, còn nó rất là phẳng. Đấy. Lúa nó rất là chắc bông.